Mai Vàng Núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 29 tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Và hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn là mình lấy cái tiêu đề là gì? Đầu tháng 10 âm lịch bón phân hữu cơ cho cây mai nuôi chậu đối với những bạn nuôi mai nhà. Đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì cái clip này nó cũng không có cái gì mới, do tôi rủ các bạn cùng đồng hành với tôi những cái lô mai này từ đầu năm tới bây giờ. Do vậy nên cứ 30 rằm 30 thì tôi làm cái clip tôi đưa phân vô. Thì cái vừa rồi thì mình đưa phân NPK tức là vô cơ, thì cái đợt này mình đưa cái hữu cơ. Tôi lấy cái ngày 29 để tôi đưa cái phần gọi là hữu cơ cho cây mai. Thì bây giờ tôi nhắc lại với các bạn này, cái phần hữu cơ là gì? Nó quyết định cho cây mai mình, cái tuổi thọ của cây mai mình đối với những cây mai nuôi chậu. Nó không thể thiếu các bạn, cũng như là cơm vậy đó. Cái phần NPK tức là vô cơ nó sao cũng được hết. Nhưng nếu các bạn sử dụng cái NPK tức là vô cơ xuyên suốt cho cây mai thì cái tuổi thọ cây mai của các bạn nó lại thấp. Nó có thể quỷ cành. Do vậy nên có những bạn thấy rằng khi đưa cái hàm lượng NPK cái vô cơ thì có những bạn nói là cây mai này 3 năm sau nó sẽ bị thế này thế khác. Nhưng mình có cái hữu cơ là nó kìm cây mai mình lợi, do mình trái với tự nhiên. Do vậy nên tôi chia sẻ các bạn. Và trong cái clip rồi có những cái bình luận do cây mai của mình, cái đặc thù của cây mai của mình. Năm nay nó có những cái bông, cái nút, cái gạo nó hơi chậm các bạn, đúng không? Do vậy nên có những bạn là đưa cái hàm lượng phân hướng rồi bấm đọt rồi ngắt đọt là đủ, cái tức là đủ phương diện hết. Thì có các bạn tôi đã chia sẻ rồi, thì có các bạn nói là xem mấy ông chia sẻ riết rồi cây mai về cây mai nó bị tẩu quả nhập ma. Do anh em ta chia sẻ nhiều cách khác nhau, do cây mai phát triển không đồng đều. Thì thôi cái clip đó, cái tiêu đề này mình sẽ nói sau. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của mình ngày hôm nay là gì? Bón phân cái hữu cơ cái đã. Rồi mình sẽ chia sẻ tiếp các bạn. Đúng không? Cũng được hết chứ. Thì bây giờ cái phân hữu cơ là gì? Thì vừa rồi tôi đưa NPK. Tôi nói các bạn có cái hàm lượng kali cao. Lúc này mình đưa hơi sớm nha các bạn, là do cái thời tiết hay sao đó, cái nút cái gạo này nè nó phát triển không bằng mỗi năm, tức là nó nhỏ hơn. Do đó vừa rồi mình đưa cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao. Thí dụ 7-7-14 cũng được, 15-15 cũng được, 6-30-30 cũng được. Tức là mình tăng cái hàm lượng cuối cùng nó ca cho nó cao lên, để chi nó tạo nút tạo gạo cho nó nhanh hơn. Do vậy nên hôm nay thì tôi lại đưa gì các bạn? Hữu cơ. Các bạn cũng xem sơ ha. Từ từ. Thì cái này nó là chánh đó các bạn ơi, phải có cái này ha. Không thể nào thiếu cái này đối với những cây mai nuôi chậu. Và cái hữu cơ, cái hữu cơ này tức là tôi xài thường là cái phân gà nén, đúng không? Hay là các bạn phân dơ thì các bạn bỏ một muỗng ăn canh thôi ha, cho cái hoành từ 25-30. Rồi bánh dầu, phân cá, đó là cái loại người ta gọi là gì? Hữu cơ. Thì bây giờ tôi xài cái này, tôi đưa cái này. Thì bây giờ thao tác đưa như thế nào? Thì bây giờ một nắm các bạn ơi, 25 tới hoành 30 cho cái cây nuôi chậu. Và cái này tôi một lần nữa tôi nói các bạn, nó là tuổi thọ của cây mai nó phụ thuộc vào cái này. Những cây mai không nên bỏ cái hàm lượng NPK xuyên suốt mà không có cái này thì cái cây mai mình nó sẽ bị giảm tuổi thọ đi. Thì bây giờ tôi đưa nè, thì cái này mình phải có các bạn một nắm, đúng không? Đây
25 tới khoảng 30 được. Xuyên suốt tới Tết luôn. Một cây thì tôi đưa từ từ ăn rồi tôi sẽ chia sẻ. Rồi, thôi lấy cây mai này đi ha các bạn. Thôi ba cây thôi ha, để mất thời gian mình nè. Không sao đâu các bạn, không phạm gì hết. Cái này nó rất là tốt, nó sẽ làm cho xốp cái đất mình. Và nó bảo quản cho cái bộ lá này nó kềm. Nè, các bạn thấy xanh dày không? Là nhờ cái phần hữu cơ này. Rồi. Nhưng quan trọng là gì các bạn? Nước. Thì bây giờ đưa cái phần nước chút xíu nữa thì tôi nói các bạn, đối với những cây mai lớn như vậy, lớn theo kiểu tôi ha, thì tôi nói các bạn tưới là tưới 3 ngày tôi phải xả cái bồn. Các bạn thấy nè. Là tại sao? Là tại vì mình nuôi cái phồn hay là cái bồn gì đó, tưới ít quá thì cây mai này, thường các bạn nuôi cây mai này thiếu nước nó bạn đỏ lòng. À, được rồi các bạn, không đến đổi đâu ha. Rồi, rồi nó có mà. Rồi cái nước là quan trọng nha các bạn, 3-4 ngày các bạn xả cho tôi 1 ngày. Rồi bây giờ tới cái phần nước thì tôi nói các bạn này, vào cái mùa sắp sửa gió bắc, hôm nay nghe hơi lạnh rồi đó, và cái không khí thường vào cái mùa bắc thì cái độ ẩm ở trong không khí nó rất là hiếm. Lúc này thì chưa các bạn ơi, năm nay tôi thấy làm như hơi trễ á, cái gió bắc ha, thì cái nước này nó rất là quan trọng. Và các bạn cứ tưới đi, đừng sợ trôi thân, cả cái hữu cơ và cái vô cơ. Tôi thì tôi tưới vậy đó. Và các bạn thấy cái bộ lá của tôi nè, thấy chưa, là do gì? Nước. Tôi chia sẻ sao chia sẻ vậy, thì bây giờ tôi nói các bạn, có những anh em đã nói là tại sao mà khi hổm rài thì ban đêm thì mưa các bạn của tôi ha, nhưng ban ngày thì trời nắng rồi đó. Đó là cái điều kiện để cho cái nút cái gạo nó phát triển. Thì có anh, những anh bạn là đưa lên là tại sao bây giờ trời mưa thì cũng sao mà mới có nắng, mới có mấy cây, ở trong cái phần bình luận ha, hai phần Zalo, thì cây mai nó lại đỏ cái lòng trong và nó rụng lá. Thì các bạn biết tôi nói cái gì rồi, thì cũng được, các bạn đừng nghĩ y ha. Thì cây mai các bạn nó sẽ bị đỏ lòng trong và nó xáo trộn cái nút cái gạo trong ngày Tết. Rồi cái này hồi sáng tôi tưới rồi nè. Thôi bây giờ tôi nói các bạn, bây giờ nói cái gì là nói, phải giữ cái độ ẩm cho cây mai cái đã. Và cái phần hữu cơ, cái phần hữu cơ không thể thiếu xuyên suốt đây tới Tết. Đó là cái tiêu đề ngày hôm nay. Rồi đó là cái phần tôi bỏ phân xong, cũng không mới lạ gì. Bây giờ trở qua về cái phần, có những bạn nói là bây giờ xem mấy ông chia sẻ riết tôi muốn tẩu quả nhập ma là tại sao, là cái phân. Thì tôi nói cái clip trước tôi nói các bạn gì nè, mình đưa cái phần hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao để chi, nó dễ tạo nút tạo gạo. Cái lúc thời gian này trở về Tết nó sẽ tạo nút tạo gạo liên tục. Và trước đó thì nó do cái thời tiết hay sao thì cái nút cái gạo nó lại không lớn mà năm rồi. Thì bây giờ có những anh em mà gì ngắt đọt, ngắt cái đọt này, rồi có nút nhỏ quá các anh em bấm đọt, thì tôi chia sẻ rồi. Thì tại sao anh em nói là bây giờ tôi thì giờ cái gì, tôi lại để nguyên cái này, các bạn thấy làm sao tôi chia sẻ đây nè, cái này tôi bấm được nè, nhưng mà đây nè các bạn thấy cái nút cái gạo không, cái hình thành này, do cây mai nó phát triển không đồng đều với nhau, do mình không biết các bạn ơi, do các bạn chơi mai nhà không biết cái nào để mình cắt, cái nào mình để, anh em đã chuyên nghiệp đã biết, mình thì mình không biết, do đó nên anh em ta chia sẻ không phải là sai, nhưng cả tôi cũng vậy, thì tức là các bạn chưa làm chủ được, tức là chưa tự tin để bón phân cho cây mai của mình, do đó mình xem người này chia sẻ vậy, người kia chia sẻ khác, thì các bạn rối rắm lên là các bạn là tẩu quả nhập ma. Thì bây giờ tôi nói các bạn, tôi ngày xưa tôi cũng như các bạn mà thôi, cái dùng cái từ đó đúng,
mình xem những cái anh em người ta chia sẻ rõ ràng nó muốn tẩu hỏa nhập ma thiệt. Người thì làm vậy, người làm khác. Tại sao? Tại vì các bạn biết lý do tại sao không? Cây mai nó phát triển không bao giờ đồng đều với nhau. Do đó có cây thì nút ở trong nó lớn, đúng không? Nó rẫn ra đọt ngon, mình xử lý làm sao? Và có những cây cái đọt dày, các bạn thấy cái nút cái gạo này, rồi các bạn ngắt cái đọt này. Có các bạn lại đôn dày. Thì bây giờ tôi nói cách làm của tôi để mình kết thúc. Do mình không biết, đúng không? Do mình không biết, coi như cây mai nó, các bạn nuôi 4 năm cây mai nó mới biết được. Cây thì nó như thế này, cây khác. Thì các bạn xử lý làm sao? Thôi, mình làm theo kiểu dốt đi. Cứ để như vậy, đừng tác động nó nữa. Tại sao? Tại vì tôi nói các bạn, nếu các bạn không biết, các bạn ngắt đối với những cây mai mà nó có cái nút cái gạo lớn xong thì sao các bạn? Nó dồn nhựa. Tôi nói ngắt thôi nha, chứ tôi chưa có nói tới vấn đề mà sạc nữa đó. Nó dồn nhựa thì sao? Coi chừng nó nổ. Cây mai của mình còn tới 2 tháng rưỡi nữa, chứ không phải là không phải là gần đâu. Cũng như cái này, cái này các bạn ngắt thử đi ha. Coi chừng nó nổ đó. Nó, tôi phải giữ cái đầu đọt này. Thôi thì bây giờ mình chấp nhận, đừng đòi hỏi gì quá các bạn ơi. Đừng đòi hỏi quá về cái nút cái gạo. Yêu cầu đối với những bạn chơi mai nhà, có bông chơi Tết là được rồi. Tôi cũng như các bạn. Và thực tế là gì? Tôi cũng không ngắt luôn. Đây, cứ để từ từ. Nhưng mình đã đưa cái hàm lượng kali rồi thì cái này nó sẽ ra từ từ, nó ra chậm. Thì ở trong này nó làm nút. Và nó làm nút là ở đâu? Tôi nói các bạn, từ những cái này nè, cái này nó làm cái xương cá. Có cái thì nó làm từ ở trong đi ra vậy. Như cái cây này nè, nếu các bạn tác động vào cái đầu đọt của nó, đúng không? Phải giữ cái đầu đọt này. Nếu các bạn tác đầu đọt, tác động vào đầu đọt thì cái này coi chừng nó banh. Nó còn tới 2 tháng rưỡi nữa là mình mới sắc suốt lá. Bữa nay tôi cho là đầu tháng 10, đúng không các bạn? Do vậy thôi mình chịu dở đi. Dở đi các bạn, để nguyên đó cho tôi. Theo, nếu các bạn làm theo tôi, nó nhỏ thì mình xài nhỏ thôi nè. Các bạn đừng nghĩ là cái bông nhỏ này mà nó không nổ. Cái đặc tính của cây mai, khi mà các bạn ngắt cái đầu này, nó dồn nhựa. Không phải cái nút nhỏ mà nó không nổ đâu, vẫn nổ bình thường. Và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy một cái điều này. Tết các bạn lặt lá, bông lớn, bông nhỏ, bông to nó sẽ nở hết. Bông nhỏ thì nó ra 1-2, bông lớn lớn thì nó ra 3-4. Cái bông mà nó trưởng thành, nó đủ ngày giờ, nó sẽ ra 6-7-8. Nhưng mà phải nó ra hết không? Trong vòng khoảng 5-7 ngày là nó ra toàn bộ hết. Do đó cái đặc tính của cây mai nó quan trọng là cái chỗ này. Nếu các bạn thấy cái nút này nó nhỏ quá, thì còn như cái nút này, các bạn thấy nè, cái nút này nè, cho là nhỏ đi, phải không? Nhưng mà sao các bạn, nó còn tới 2 tháng rưỡi nữa thì thôi giờ mình để cái đọt đi. Đây nè, cái đọt này để chi cho nó kiềm. Khi các bạn ngắt cái đầu đọt này thì cái này nó dồn nhựa, nó lớn. Không, đừng nghĩ rằng cái nút này nhỏ mà nó không nở bông, nó sẽ nở. Các bạn thấy không? Đây nè, tôi thấy nó nay nó lớn rồi chứ. Đây nè, thấy không? Nếu các bạn ngắt cái chỗ này, cắt cái chỗ này thì nó dồn nhựa không? Và các bạn thấy nè, những cái nút này là dễ phản nhất, vẫn còn phản chứ đừng có nói không phản. Đây nè các bạn thấy nè, nếu các bạn trẹt cái đầu này, trẹt cái đầu đọt này thì cái nút này nó sẽ bị phản. Đó là cái mà tôi để. Và thực tế là gì? Cây mai của tôi sao tôi làm như vậy? Nếu các bạn chấp nhận như tôi cũng chấp nhận luôn. Còn lá còn bông, Tết vẫn có cái bông chơi. Đó là cái tiêu đề tôi muốn bổ sung và gửi các bạn ngày hôm nay. Và thêm một cái nữa các bạn, tôi quên đó, có các bạn nói là tôi đâu có kêu là đừng bỏ cái kali cao. Tôi kêu mà kỳ rồi tôi đã bỏ rồi. Nhưng tôi nói các bạn đừng ép người ta.
tức là có những bạn đưa hàm lượng NPK, có hàm là kali, các bạn xịt ở trên cái clip rồi tôi nói mà bạn nghe không kỹ ha, các bạn coi tắt quá, đưa cái hàm lượng hoặc 10-60-10 các bạn đưa lên để chi, ép nó cho nó nhanh, không được. Tôi nói rằng cứ đưa cái hàm lượng NPK có hàm lượng kali cao và để cho cây mai trở về gần với tự nhiên, tự động nó phát tán vào cái mùa này trở lên là nó tạo nước tạo gạo xuyên suốt tới tháng 12 luôn. Lớn nhỏ thì mình xài, lớn thì mình xài cái bông nhiều, nhỏ thì mình xài bông ít, cho nó chắc ăn, nó không bị phản của mình. Yêu cầu đối với những bạn nuôi mai nha, có cây mai chơi, có bông chơi là được rồi. Thôi thì bây giờ tùy các bạn ha. Nè, cũng không lớn lắm ha, nhưng tôi phải giữ cái đồng này. Và cái định kỳ của nó, tôi nói các bạn phát triển từ từ cây mai, không nên ép nó, để cho nó gần với tự nhiên. Và tôi bảo đảm các bạn, nếu các bạn có những bộ lá như của tôi đây, chắc chắn Tết các bạn sẽ có 30-40%, kể bỏ luôn, là có cây mai chơi. Còn bây giờ các bạn tác động nhiều, người chia sẻ này, người chia sẻ các bạn làm, biết đâu nó phản, đúng không? Thôi thì mình để tự nhiên, để Tết mình có một số bông chơi đi, nó nhẹ cây mai mình chứ có gì đâu. Đối với những bạn chơi mai nhà, đó là tiêu đề tôi muốn chia sẻ đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.